Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Nhung đây. Hiện tại cũng đây là khoảng thời gian cuối năm cũng như là sắp có những cái lễ hội diễn ra và năm mới cũng sắp đến rồi. Thì thường thường trong những dịp như thế này á thì màu son đỏ là màu son thường được các chị em chọn lựa nhiều nhất đúng không nè? Bởi vì cái khả năng nó đem lại cái cảm giác ấm áp cho làn da cũng như là tạo nên cái sức hút sang trọng cũng như là phù hợp với cái mood của những cái mùa lễ hội á. Và trong video này mình sẽ chọn ra những cái cây son đỏ phù hợp với mọi tông da luôn và đặc biệt là mức giá trung bình học sinh sinh viên thôi nha. Và đặc biệt nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của chị em chúng mình vào cuối năm hay đi chảy hội nè. Và không nói nhiều nữa, trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình để đừng bỏ lỡ bất kỳ video nào chia sẻ kiến thức về makeup hay ho hàng tuần nha. Thời son đầu tiên mình muốn giới thiệu là Dear May Breeze Velvet Lip Tint 105. Đây là một màu son đỏ nâu gạch rất là tôn da và men răng luôn. Về chất son thì đây là dòng Velvet Lip Tint, chất đặc mịn như bơ và lên môi rất là mềm, hầu như không bị khô môi và lộ vân môi. Son cho lớp finish vẫn còn hơi bóng một xíu nên son sẽ dễ dính răng và đọng màu vào trong lòng môi. Nếu ăn uống thì son sẽ trôi đi và để lại một lớp tint nhẹ rất là tự nhiên. Thợ son tiếp theo là Black Ruhr Tint màu 05. Đây là một màu đỏ cherry có pha một chút xíu sắc nâu và cam trong đó. Mà mình công nhận là những cái màu đỏ không bao giờ lỗi mốt và hết thời hết á, vì nó luôn có một cái sức hút rất là riêng. Mà màu này mình đánh lòng môi hoặc full môi đều rất là đẹp. Chất son thì mình thấy thích hơn dòng Airfit Velvet Tint hồi xưa. Tuy nhiên kết cấu của cái dòng này nó xốp đặc hơn, nhưng mà cảm giác em này lên môi nó ẩm và nó nhẹ hơn á. Về độ bám thì son sẽ nhanh trôi trong lòng môi và khi ăn uống sẽ trôi hết và để lại lớp stain màu đỏ cam. Tiếp theo là Mercy by the Beat Mellow Tint. Dòng son này có những màu trầm rất là xinh luôn và màu mình chọn ở đây là M2 Gen Chili. Đây là một màu đỏ nâu pha một xíu cam và tím, chất son kem không quá đặc, có độ ẩm rất là mịn. Đối với màu son này thì mình thấy đánh lòng môi nó xinh hơn và sẽ cần makeup một chút để không có quá dịu nha. Và điểm trừ là độ bám màu nó không được cao cho lắm, khoảng 3 tiếng là mình thấy nó hơi trôi ở lòng môi rồi và son thì nó hơi dễ dính răng một chút. Tiếp theo là thỏi son hai đầu từ nhà Lemonade Fashionista. Mình có thỏi 01 Beauty Glasses. Riêng mình thấy cả hai màu trong cái thỏi son này đều rất là hợp cái vibe lễ hội cuối năm luôn. Màu 1.1 là màu cam đỏ, còn màu 1.2 là màu nâu đỏ trầm thiên về tông lạnh rất là trendy luôn. Khi mix hai màu lại thì cho một cái sắc đỏ cam trầm rất là hay luôn. Về chất son thì đây là chất son matte lip cream lỏng, nhưng khi lên môi thì sẽ tạo cái finish blurry matte chứ không xét lì hoàn toàn luôn. Son thì lên môi cảm giác rất là nhẹ và thoải mái. Điểm trừ là khi mình dùng một thời gian thì mình thấy chất son bị phân tách ra và hơi khó blend hơn một xíu. Còn nhìn chung thì màu thì rất là trendy và không có gì để chê hết. Tiếp theo là thỏi Mafic Dolphin's Love Velvet Lip Glaze màu 02. Đây là một màu đỏ cam pha một xíu đất. Còn về chất son á, thì mình thấy giống như kiểu Velvet Lip Tint mà pha với một xíu chất son kem bùn á. Chất nó đặc và xốp. Cảm giác thì lên môi sẽ hơi dày một xíu nha. Độ che phủ cao và finish mờ lì. Độ bám son thì trung bình khoảng 3 tiếng thôi và khi trôi thì sẽ để lại một cái lớp tint màu cam nhẹ rất là xinh. Mà mình lưu ý với mọi người trước khi đánh thì mọi người nên dưỡng môi thật là kỹ để tránh bị khô môi nha. Và khi tán son á, thì lấy từng ít son tán lên môi thôi, kẻo nó dễ bị đọng những cái hạt bột li ti vào trong lòng môi á.
tiếp theo là hai thỏi son tin bóng của Jason. Mình có màu Neptune và Mars. Đầu tiên mình sẽ swatch màu Mars. Đây là một màu đỏ pha một xíu cam và có nhũ bên trong. Màu này rất là tôn da và men răng luôn. Còn về chất son thì mình thấy nó hơi khó tán cho đều màu ở phần lòng môi một xíu. Còn độ bóng thì rất là juicy và căng mọng luôn. Son này khi ăn uống thì sẽ trôi đi lớp bóng và sẽ để lại một cái lớp tin màu đỏ. Còn một điều mình khá ưng là cái ảnh swatch của hãng rất là giống ở ngoài luôn. Thường những cái son mà nội địa Trung á thì cái ảnh swatch họ làm rất là ảo luôn và sẽ dễ gây cho chúng ta cái sự phân vân á. Và màu cuối cùng mình sẽ swatch là màu Neptune của Jason. Đây là một màu đỏ nâu đất rất là trầm luôn. Nó giống như màu đỏ máu á. Và mình rất là thích cái màu này vì nó đem lại cái sự cuốn hút rất là bí ẩn luôn. Chất son thì mình thấy nó tương tự như cái thỏi Mars lúc nãy mà mình đã swatch cho các bạn coi. Nhưng mà mình thấy những cái thỏi son tin bóng màu đậm như thế này á thì mình thấy đánh lòng môi nó sẽ xinh hơn. Và khi mình layer nhiều lớp á thì thấy nó có để lại một cái vệt màu kiểu hơi khó để blend ra cho nó đều á. Và vừa rồi mình vừa chia sẻ cho các bạn những cái thỏi son tông đỏ rất là phù hợp với mùa lễ hội trong năm. Thì các bạn thích màu son nào nhất thì hãy comment bên phía dưới cho mình biết nha. Và nếu các bạn thích video này đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình để đừng bỏ lỡ bất kỳ video nào chia sẻ kiến thức về makeup hay ho hàng tuần nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới. Bye bye.